Tại buổi làm việc, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng China Solar đã kiến nghị 6 nội dung bao gồm việc hoàn thuế giá trị gia tăng, về thủ tục thuê thêm 10 hectare đất tại khu công nghiệp Yên Bình và thay cấp lại lần một giấy chứng nhận đầu tư, hướng dẫn xác nhận sản phẩm của công ty thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, vấn đề cung cấp điện đảm bảo sản xuất của doanh nghiệp, vấn đề bảo lãnh cho 350 lao động nước ngoài nhập cảnh trong các tháng 2, 3 và 4 sang làm việc và nguyện vọng về điều kiện cơ sở hạ tầng tại nơi cách ly tập trung theo quy định. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã giải đáp, hướng dẫn về các vấn đề liên quan và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng đề xuất của doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư. Đối với những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí đề nghị các sở ban ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Được biết, dự án nhà máy phát triển năng lượng China Solar triển khai tại khu công nghiệp Yên Bình có tổng diện tích 17 ha. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành công đoạn xây lắp và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2021.